Xin chào mọi người, Long xin lỗi mọi người là hôm nay Long không thể nào về để mà dự cái ngày lễ khánh thành nhà máy nước hoa Trăm Đặc Bạc Thung được. Long vì Long đang bận quay phim cho một bộ phim Tết. Mọi người thấy Long còn đang gắn râu không? Đó, Long không thể về được. Long xin chúc cho nhà máy nước hoa Trăm Đặc Bạc Thung sẽ làm ăn phát tài phát lộc, chúc cho vợ chồng đạt luôn luôn thành công và sản phẩm nước hoa Trăm Đặc Bạc Thung sẽ là luôn là một sản phẩm được người tiêu dùng tin cậy và ủng hộ hết mình. Một lần nữa xin thành thật xin lỗi mọi người nha, chúc cho mọi người luôn luôn gặt hái được nhiều thành công, chúc cho công ty Trăm Đặc Bạc Thung vững mạnh, thành thật xin lỗi.